em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cây vợt trên tay tôi đây. Một cây vợt cao cấp đến từ Mizuno ZBX 8.3. Anh em bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên thì cũng phải chia sẻ thêm với anh em ấy, là cây vợt này là hiện tại tôi đang sử dụng. Và cái quá trình mà để lên sử dụng được cái cây vợt này ấy, thì trước đó tôi cũng sử dụng một cây vợt khác của Mizuno, đó chính là Anchap 81. Đấy, thì cây vợt đấy thì nếu mà so sánh với cây vợt này ấy, thì nó nhẹ hơn một chút, đầu vợt cũng hơi nhẹ. Đấy, nó sẽ dành cho những cái người chơi mà thiên về cái lối chơi phản tàn và đứng lưới. Rồi thì lý do tại sao mà tôi lại nâng cấp lên cái cây vợt ZBX 8.3 này thì bởi vì là qua cái quá trình tập luyện cũng như là giao lưu ấy, thì mình cảm giác những cái trình độ mình lên, cái lực của tay mình tốt lên, thì mình muốn trải nghiệm cái cây vợt nó có cái độ nặng đầu hơn này để xem là cái trình độ của mình như thế nào. Thì thực sự là sau quá trình sử dụng cái cây vợt này, mình sử dụng cũng được gần năm rồi. Đấy, như các bạn thấy đây này, cây vợt xước xác rồi, thì mình cũng cạnh cầu rồi, thì va chạm khá là nhiều. Đấy, nó cũng khá là cũ rồi. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay mình cảm nhận là cây vợt này là một cây vợt mà mình yêu thích, và có lẽ là nó sẽ phù hợp với mình hơn là cây vợt Anchap 81 trước đây mình đã sử dụng. Rồi, đầu tiên thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần thiết kế bên ngoài, màu sắc của cây vợt này xem nó có gì nổi bật không. Rồi, tổng thể thì các bạn có thể nhìn thấy là cây vợt này được thiết kế với màu trắng chủ đạo. Trên thân vợt thì có điểm nhấn là màu vàng đồng, màu xanh. Rồi, màu xanh ở trên thân vợt và thân vợt. Thì tổng thể cái màu sắc của cây vợt này mình đánh giá nó là một màu sắc trung tính. Nó có thể phù hợp với mọi lứa tuổi, từ người trẻ, người già đến các bạn nữ đều thì sử dụng được. Tất nhiên là các bạn nữ tay khỏe nhé. Còn các bạn mới chơi thì có lẽ là mình sẽ dành một cái clip khác để giới thiệu cho các bạn nữ những cái vợt phù hợp. Đấy. Thì về màu sắc thì mình đánh giá là như thế, nó phù hợp với cả nhiều đối tượng chơi. Đấy, nó không kén người chơi, không quá nổi bật, trung tính. Đấy. Rồi, về thiết kế nữa đi thì cảm giác khi mà cầm trên tay, cảm nhận về cây vợt này ấy, thì ngoài ra nó còn có một cái khung vợt. Khung vợt này thì lát nữa mình sẽ nói sâu hơn ở cái phần công nghệ nổi bật trên cây vợt. Thì đây nó cũng là một cái công nghệ mà Mizuno áp dụng trên những cây vợt cao cấp của mình, đặc biệt là dòng ZBX. Đó chính là cái khung vợt nó có dạng vát. Đó, vát như thế nào thì lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em. Một phần nữa cũng khá là đặc biệt về phần thiết kế, đó chính là các bạn có thể nắp cái nắp chui vợt. Đó, nắp chui vợt Mizuno làm dạng 3D nhìn rất là bắt mắt, đó, khá là đẹp. Bản thân mình đánh giá đây là một cái sự trau chuốt tỉ mỉ trong cái cách thiết kế của Mizuno. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần 2 nhé. Thì phần 2 mình sẽ đi vào cái thông số kỹ thuật này và những cái công nghệ nổi bật có ở trên cây vợt này. Đầu tiên thì đến thông số kỹ thuật đi. Như các bạn thấy là trên thân ở đây có ghi ấy, là trọng lượng là 85g này, độ cân bằng là 2, điểm cân bằng là 295. Thì đây là một cây vợt có độ nặng đầu, mức căng tối đa là 30 lbs, 30 pound, thì nó rơi vào tầm 13 cân 6. Rồi, một cái vợt thân cứng. Rồi, về tổng thể thông số kỹ thuật ấy, thì đây là một cây vợt có cái thân cứng và nặng đầu. Nó sẽ phù hợp với những người chơi có lối chơi tấn công mạnh mẽ. Nó sẽ dành cho những người mà có cái lối đánh tấn công phía sau. Đó. Đấy là về phần thông số nhé. Cụ thể hơn, chi tiết hơn về cái phần thông số ấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm trên website của HV Shop. Đó, mình sẽ trên đó thì mình để cái thông số và cái công nghệ rất là chi tiết, các bạn có thể tham khảo trên đó. Còn trong cái clip này thì mình sẽ tập trung vào những cái yếu tố nổi bật và cái cảm nhận của mình khi mà chơi cây vợt này trong gần một năm vừa qua. Đấy. Tiếp theo là về công nghệ đi, công nghệ nổi bật trên cây vợt này ấy, thì như phần trước mình đã nói, trên cây vợt này có một cái thiết kế khung vợt dạng vát lục giác. Thì cái thiết kế này, cái công nghệ, tên công nghệ của nó là Aero Hexagram. Với cái thiết kế dạng vát hình lục giác này ấy, thì nó có những cái ưu điểm như thế nào. Đấy, đầu tiên là nó sẽ tạo được cái khí hậu học giảm tối đa lực cản của vũ khí, khiến cho cái tốc độ vung vợt của anh em nó nhanh hơn. Rồi, cái việc giảm tối đa lực cản vũ khí đấy thì nó sẽ khiến cho cái lực của anh em khi mà đập cầu ấy, nó sẽ vào được một cách tốt nhất. Nó sẽ tương tự như cái thiết kế ở trên những cái cây vợt ví dụ như là BF12,
hay là những cái hãng vượt nội địa Trung Quốc, ví dụ như là The Third Game này. Cái công nghệ thứ hai mà mình đang nói đến ở trên cây vượt này đó chính là công nghệ nanopep. Thì công nghệ này nó cũng chính là những cái công nghệ sử dụng những sợi nano liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Nó cái mục đích của nó là để giảm cái trọng lượng tổng thể của cây vợt, ngoài ra thì nó vẫn giữ được cái độ cứng, độ khỏe của khung vợt. Chính vì thế mà tại sao cây vợt này có mức cân rất là cao, nó lên tới 13.6 kg. Đấy, anh em có thể thoải mái cân. Thực chất là cái mức cân từ 12 cân trở lên nó đã dành cho những vận động viên chuyên nghiệp rồi, còn anh em phong trào chúng ta thường thường sẽ chơi mức cân dao động từ khoảng 10 cân đến 11,5 cân, mình nghĩ là hợp lý. Cái đấy cũng tùy lực tay của anh em thôi, anh em chơi lực tay bao nhiêu nó sẽ mình sẽ tự cảm nhận và mình dần dần nó sẽ hình thành cái mức cân phù hợp với mình. Tiếp theo phần 3, mình sẽ đi vào cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng cái cây vợt này đó trong suốt thời gian gần 1 năm vừa qua. Thì khi mà cái thời điểm đầu tiên mình quyết định chuyển lên chơi cái cây vợt này thì thực sự các bạn là cảm giác nó rất là nặng. Nó rất là nặng bởi vì trước đấy mình đã chơi cây Anchor 81 nhẹ hơn. Thứ nhất là nhẹ về tổng thể trọng lượng, cái thứ hai là nhẹ hơn về đầu vợt. Đông ra khi mà mình chuyển lên mình chơi cây vợt 8.3 này mình cảm giác nó khá là nặng. Và những cái buổi đánh đầu tiên về đau vai, đau cổ tay rất là đau. Đó thì mình có tham khảo mấy anh em là lý do tại sao mà khi mà mình đi chơi cầu lông về đánh một cây vợt mới về mà lại đau vai đau tay. Thì có hai lý do thôi. Lý do thứ nhất đó chính là nhiều khi anh em mình lâu quá không chơi cầu lông thì khi mà có thời gian đánh trở lại thì nó sẽ đau vai, rất là điều đương hiển nhiên thôi. Ví dụ như anh em bây giờ lâu ngày không chạy bộ chẳng hạn, anh em đi chạy bộ 2-3-5 cây số về anh em đau đùi là chuyện bình thường. Vậy thì cái việc mà chơi cầu lông cũng vậy, nếu mà anh em lâu quá anh em chưa chơi, khi mà anh em chơi lại thì chắc chắn một điều với anh em là đau nhức là chuyện hoàn toàn bình thường. Đó rồi, cái lý do thứ hai đó chính là mình sử dụng một cái vợt nó hơi quá sức của mình chưa quen thì cũng dẫn đến cái việc là sẽ đau vai, đau cổ tay khi mà chúng ta về nó. Thì sau khoảng 3 tháng mình chơi cái vợt này cộng thêm với cả những cái việc mình cố gắng mình tập luyện cái cổ tay của mình, những cái bài tập cho cái cổ tay của mình khỏe lên đó, thì để sau 3 tháng thì mình cảm nhận là thực sự đây là cái vợt mà mình yêu quý, nó thực sự là phù hợp với mình. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là mình biết được cái lực cổ tay của mình nó còn hơi yếu so với cây vợt. Đó, mình thường xuyên mình tập luyện thêm những cái bài tập làm tăng lực cổ tay lên để mình chơi được cây vợt này. Cái thứ hai là cái lối đánh của mình, thực sự là trước đấy thì mình thích đứng lưới thôi, thế nhưng mà cái thói quen của mình là không có cái sự khéo léo ở trong kê cầu và làm cầu cho người chơi phía sau. Đâm ra là thực sự bạn là mình chỉ có tấn công và tấn công thôi. Do vậy là cái việc mà mình chuyển sang cây vợt này, mình nghĩ là trước mắt nó hợp lý về cái sở thích, cái lối chơi của mình trước đã. Rồi sau đấy thì cảm giác mình cảm giác mà những cái cú đập cầu ấy, nếu anh em mà mình mà đập đúng động tác vào đúng lực thì thực sự anh em đây là một cây vợt đầm tay. Kể cả anh em cái thế mạnh của cây vợt này nó chính là đầm cầu đấy. Ngoài ra thì kể cả anh em có những cú tạt cầu từ phía sau hay là anh em ve cầu bổng cao sâu ấy thì hoàn toàn cây vợt này có thể đáp ứng một cách dễ dàng. Đối với anh em có lực cổ tay khỏe thì nó sẽ trợ lực tốt hơn so với anh em dùng vẫn cái lực cổ tay đấy nhưng anh em dùng một cây vợt nhẹ đầu đó, thì cây vợt này nó đáp ứng được cái việc là tấn công mạnh mẽ. Ngoài ra nó có những cái cú phản tạt đầm chắc tay. Vậy thì tóm gọn lại, cây vợt này nó phù hợp với đối tượng như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ phải nói là cây vợt này là một cây vợt cao cấp của Mizuno. Nó sẽ phù hợp với những người chơi yêu thích cái lối chơi tấn công mạnh mẽ phía sau. Ngoài ra thì nó đòi hỏi người chơi phải có lực cổ tay khỏe, một sức khỏe, một thể lực dồi dào thì mới có thể sử dụng cây vợt này một cách phát huy được cái sức mạnh tối đa của nó. Có lẽ là mình sẽ chia sẻ thêm với anh em một chút về cái quan điểm của mình khi mà tiếp cận với những cây vợt cầu lông của hãng Mizuno. Thì đầu tiên mình phải cảm nhận nhé, mình không biết các bạn có cái cảm nhận giống mình không, nhưng mà lần đầu tiên mình nhìn vào những cái thiết kế của cây vợt Mizuno hoặc là kể cả những cái logo của Mizuno, mình đã rất là yêu rồi. Thực sự các bạn, mình là một người mà yêu thích cái hãng Mizuno, mặc dù là
hiện nay ấy, những cái cây vợt của Mizuno ra mắt ấy, thì mức giá nó khá là cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên thì không phải là tự nhiên mà cái giá nó lại cao như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là như bạn biết, một hãng vợt mà đến từ Nhật Bản thì người Việt Nam thường là sẽ ưa chuộng những cái đồ Nhật, đồ Thái Lan, đúng không? Thì tất nhiên nó phải có lý do của nó, đó chính là mình tin chắc rằng những cây vợt của Mizuno, mình không khẳng định là chất lượng nó sẽ cao hơn những hãng vợt khác, thế nhưng mà mình khẳng định là chất lượng cao. Những cái cây vợt của Mizuno có chất lượng cao, thế được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản ấy, thì mình nghĩ là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi. Rồi, đấy là cái yếu tố đầu tiên mình cảm thấy là yêu thích cái thương hiệu này. Cái thứ hai là những cây vợt của họ ấy, mình cảm giác nó thiên về cái sức mạnh, thiên về sức mạnh. Tất nhiên là nó, họ cũng sản xuất những cái cây vợt mà dành cho những đồ chơi khác, ví dụ như phòng thủ phản tạt hay là cho các bạn nữ đánh trên lưới. Tuy nhiên thì cái mình nghĩ cái điểm mạnh, cái thế mạnh của Mizuno để mà cạnh tranh với các thương hiệu khác mũi nhọn ấy, thì mình nghĩ là những cây vợt tấn công mạnh mẽ. Cái lý do thứ ba mà mình nghĩ mình yêu thích cái hãng Mizuno này, đó chính là về cái chất lượng hoàn thiện trên cây vợt. Thì hầu hết tất cả các cây vợt của Mizuno ấy, khi mình sờ vào phần nước sơn ấy, hoàn thiện rất là tỉ mỉ, hầu như là không có tí gợn nào. Hoàn toàn không có tí gợn nào đó. Rồi và cái phần nãy như mình nói, cái phần chuôi vợt ấy, thì thường nó sẽ được thiết kế dạng 3D như thế này, nhìn nó rất là đẹp mắt. Thì những cái thiết kế như này ấy, thì gần đây nó cũng đã xuất hiện trên những cái cây vợt của hãng Lightning. Thì đây là ba lý do mà khiến cho mình có cái ưu ái hơn dành cho hãng vợt Mizuno này. Đó chính là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn anh em, ý kiến của anh em như nào? Anh em có thể comment xuống để chúng ta cùng thảo luận nhé. Rồi, trên đây thì tôi vừa gửi tới anh em một cái bài đánh giá nhanh cây vợt Mizuno Zipit 8.3 mà tôi đang sử dụng. Vậy thì anh em có cái ý kiến đóng góp hay là có những cái câu hỏi gì đặt cho Honey Shop thì anh em có thể comment ở phần bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Ok, rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất.